Hello, chào tất cả các bạn và tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm hai cái cầu dao nha các bạn. Hai cầu dao về ra cho một cái nguồn nha các bạn. Để cho các bạn xài điện năng lượng mặt trời á, mà xài cho kích đồ luôn các bạn. Xài cho cái kích á, giống như cái kích của mình như vậy các bạn, xài ra một cái kích như vậy nha, điện năng lượng mặt trời dạng nhỏ mà xài cho quạt được các bạn. Thì mình sẽ đấu nối các nguồn như sau nha các bạn. Thì ở đây á, là như đây nè, mình một cái là điện lực nha và một cái là PV nha các bạn. Đó là hai nguồn này, chẳng hạn như đây, đây là một cái điện lực đi. Đó, và một cái này là PV nè, là điện năng lượng mặt trời của mình á, điện điện kích của mình 220 ra đó. Ừ, thì ở đây mình có đấu nối sẵn nè các bạn, nhưng mình sẽ gá lên nha các bạn. Đây thì các bạn ở đây mình setup những cái này để các bạn tham khảo thôi nha. Đây là nguồn bình thường á, là bên ví dụ như bên tay trái của mình á là dây lửa nha, và bên này là dây nguội nè, bên tay phải là dây nguội, và ở đây cũng vậy, hai cái là thì dây nguội, dây lửa, dây nguội, dây lửa, dây nguội nha các bạn. Thì các bạn lấy dây lửa bên bên tay trái nè, là câu qua bên dây lửa ở bên tay trái của bên BV nha, và dây nguội thì câu qua bên tay phải của BV. Nên và đây là hai nguồn điện nha các bạn, một nguồn đây là điện lực và một nguồn đây là điện điện của kích nha. Đây là mình ví dụ thôi, còn đây là mình vẽ sơ đồ đấu nối nè. Ví dụ như cái thằng lửa qua bên thằng lửa bên này và thằng nguội qua bên nguội bên này, nhân đây vậy nè. Và bạn lấy ra một cái nguồn, đây là nguồn chính nè, nguồn để lấy xài nha các bạn. Đó thì nó về đây thì mình cũng không mất thời gian các bạn, thì mình cũng đã cái vẽ lên đây các bạn. Đây là dây nguội nè, và đây là dây lửa nè. Để mình lấy bút khí điện mình thử cho các bạn xem. Đó về dây lửa bạn thấy không, là dây bên này nè, là không có gì nha. Đó, và đây về dây lửa nè. Và sơ đồ đấu nối như sau nha các bạn. Ví dụ mình đây là mình ví dụ thôi nha các bạn. Ở đây là mình cho đây là dây điện của kích nha các bạn. Đó thì tại vì đây là dây điện của kích đó, thì nói chung là hai dây nó đều ra dây lửa hết. Chứ mà theo kỹ thuật á, thì đây mình ví dụ thôi nha. Đây là điện lực hết nha các bạn. Mình cắm vô các bạn. Nè, đây là dây điện của điện PV nè, điện kích nè, và đây là điện của điện lực nha các bạn. Thì hai CB này nó đối lên, mình vẫn là một nguồn, hai nguồn khác nhau nha các bạn. Và hai CB này nó đối lập nè. Ví dụ như ở đây là bạn đương xài bữa nào nó cúp điện nha các bạn. Hiện tại là nó đương có điện nè. Đó. Đó, có điện nè các bạn thấy không? Đương có điện là mình đưa ra nguồn tải nè. Đương có điện nè. Là và đây là CB nó đương nhảy nè các bạn. À, đương bật nè. Bữa nào nó cúp điện, ví dụ như nó cúp điện đi. Đây. Nó cúp điện. Thì BV mình vẫn và nó cúp điện thì mình cũng cúp cầu dao cái này luôn đi các bạn, cúp cầu dao máy này luôn, và mình bật cầu dao của máy PV lên nè, máy bên điện kích lên nè, thì nó cũng vẫn sáng điện nha các bạn. Đó, nó vẫn sáng điện nè. Ừ, và chừng sau này ví dụ như có điện lại nha, cái này là cái nguồn dự phòng cho những lúc cúp điện nha các bạn. Thì show đây đây bây giờ mình sẽ tắt luôn cái điện kích cho nó đèn để chó đó, bây giờ mình nói lại nha các bạn.
Đây á, là sơ đồ đấu nối theo kiểu của mình nè, mình chia sẻ nè. Ở đây là một cái bên tay phải của mình, đây là một cái điện kích, điện kích nha. Và đây là điện điện lực nha các bạn. Bên đây nè. Đó, đây là điện lực nè, và đây là điện PV đi. Mình ví dụ thôi nha, cái điện là điện kích còn vẫn 220 nha các bạn. Thì đối lập của cái này là ví dụ như thằng bên tay trái mà bật lên thì bên tay phải không có bật, và ngược lại bên ta, và nó vẫn ra một nguồn điện xài nha các bạn, vẫn ra một điện xài. Ví dụ như đây mình ra một ổ cắm đi thì vẫn cắm xài và điện vẫn ra bình thường nha. Ví dụ như đây là cái ổ cắm đi, mình ví dụ đây ổ cắm đi thì mình đã cắm vô đây, thì ví dụ như đây là điện lực xài mà bữa nào có điện lực cúp thì mình vẫn bật cái này lên mình xài được các bạn. Và cái này là mình khuyến cáo các bạn là các bạn phải biết sơ sơ về điện nha, cho cẩn thận nha các bạn. Cái này nó cũng đó là hai nguồn khác nhau và xài chung một ổ cắm hoặc là một nguồn ra nha các bạn. Ví dụ như đây nè, mình giờ mình tắt cái này đi, mình bật liền cái này. Nói chung là độ trễ của mình do mình ở trong vòng cỡ 1 giây 2 giây vậy đó các bạn, 1 giây 2 giây gì đó, do mình thôi nha các bạn. Rồi bây giờ để mình tắt hết nha các bạn. Đó, và đây là sơ đồ đấu nối của mình nè. Đó, dây đỏ nè, dây lửa nè, là câu qua dây lửa bên bên tay trái, và dây nguội câu bên dây nguội bên luôn. Và mình lấy một cái nguồn ra của một nguồn nào cũng được các bạn. Nguồn đây đa số thì lấy bên nguồn bên điện lực, đa số là lấy luôn nguồn bên điện lực nha các bạn. Rồi mình cũng kết thúc video tại đây nha. Các bạn xem video thì nhớ like cho mình một like nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp mình có động lực làm nhiều video được tốt hơn nha. Đó, đây là cái nguồn của mình nè, theo cái ý của mình nha. Đó, mà hiện tại ví dụ như điện lực nè, bây giờ mình sẽ làm, mình bật lại cho bạn xem nè. Đây là điện lực lên nè. Ví dụ như điện lực tắt thì mình bật qua này, điện là điện kích, máy này ví dụ là điện kích nha các bạn. Rồi tạm biệt tất cả các bạn.